Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của hết Honda nữa cả. Thì trong clip ngày hôm nay à sẽ cập nhật cho các bạn về giá của dòng xe Vario phiên bản chính hãng của dòng xe Honda. Thì trong clip ngày hôm nay thì những sẽ cập nhật hai cái phiên bản màu sơn mới nhất tại cửa hàng, tính là phiên bản màu trắng đen cực kỳ đẹp và phiên bản màu đỏ candy. Thì đối với dòng xe Vario ở thời điểm hiện tại các bạn thì sau dòng xe full chờ thì các bạn thấy từ lúc mà Honda uh, Future 2024 ra thì nó cực kỳ hot luôn bên cạnh đó thì một dòng xe hot cũng không kém cạnh của dòng xe Future chính là dòng xe Wayo thì ở phía Wayo 125 này có gì đặc biệt thì nhận mời các bạn mình xem clip nha bạn thì như các bạn đã biết á, thì Wayo 125 á, thì nó sẽ có hai loại để mình sử dụng thì các bạn mình có thể thấy trên thị trường á, thì uh, một cái loại á, là nó có gắn cái, cái bát nha, phần mặt nạ này nè thì những dòng đó là những dòng nhà nhập khẩu tư nhân và khi các bạn mua á, nó không có được chế độ bảo hành chính hãng từ Honda còn những dòng WIO này cũng là 125 cũng là nhập khẩu nhưng mà các bạn sẽ được hưởng chế độ bảo hành à, lên đến 3 năm hoặc là 30.000 km các bạn. Thì những cái phiên bản có chế độ bảo hành á, thì nó có hai phiên bản màu sơn chính chẳng hạn như là phiên bản màu đen nhám và phiên bản thứ hai là phiên bản màu xanh nhám. Hai và cả hai phiên bản màu đó đều là phiên bản màu nhám hết. Thì rất là khó khăn để mình trong việc lựa chọn ví dụ như mình thích phiên bản màu bóng hay sao. Rồi, rất là khó bạn. Thì, à, các bạn. thì các bạn mình thích những phiên bản màu bóng á, thì mình có thể đến ngay cửa hàng để chọn em nói nha bạn. thì đầu tiên là phiên bản màu trắng đen nè. ở phiên bản màu trắng đen này, này chính là phiên bản màu cửa hàng bên mình đã độ lại nha bạn. thì nó sẽ thêm cái màu sắc mới để mình, được, để, để mình lựa chọn nè. À, màu màu trắng này chính là phiên bản màu trắng này là trắng bóng nha bạn. nó không phải là phiên bản màu xám nữa. À, không phải là phiên bản màu nhám nữa nha bạn. Đó, các bạn nào thích những cái phiên bản màu dạng như là trắng à, tinh khôi hoặc là trắng thanh lịch thì có thể là chọn cái phiên bản màu này và đặc biệt hơn quá các bạn mình đang là sinh viên hoặc là à, anh chị mình đang làm trong văn phòng đó, thì chọn màu xiên cái màu sơn màu trắng này thì rất là nhiều luôn nha các bạn thích cái phiên bản màu này thì đến ngay cửa hàng nha cụ dụng cái những phiên bản màu sơn này thì dĩ nhiên bên cửa hàng bên mình sẽ hỗ trợ à, bảo hành màu sơn lên đến 3 năm hoặc là 30.000 km đầy lý, lý do đây là phiên bản độ màu ha cực kỳ đẹp luôn nha bạn có những chi tiết các bạn thấy nó sẽ khác biệt màu sơn hoàn toàn so với so với những phiên bản màu sơn gốc của phiên bản màu xin của honda ha đây các bạn kể cả bộ tem vio này cũng là bộ tem độ luôn nha các bạn nó sẽ không giống nha các bạn thì dòng xe vio các bạn cũng đã biết rồi à, sử dụng á, là hệ thống à, mặt đồng hồ chính là mặt đồng hồ và led các bạn đó với mặt đồng hồ này á, thì nó sẽ cho ra đường cường độ ánh sáng à, rất là sắc nét rất là dễ nhìn các bạn mình dễ dàng quan sát hơn nữa, các bạn và ưu điểm thứ hai của dòng xe Wayo chính là sử dụng hệ thống khóa thông minh nha các bạn thì tất cả những cái phiên bản thì đều sử dụng hệ thống khóa thông minh hết cho các bạn, cho nó cho các bạn nha và ở phiên bản này á, thì chính là phiên bản 125 khả năng tiết kiệm nhiên liệu cực kỳ vượt trội luôn các bạn và nó đến từ cái công nghệ là tiên tiến nhất của Honda chính là công nghệ à, uh, uh, nha các bạn với công nghệ ESP thì cái đầu tiên mình quan tâm nhất á, chính là khả năng tiết kiệm nhiên liệu một lít xăng nó đi tầm khoảng cỡ 50 km là các bạn rất là tiết kiệm xăng luôn các bạn kế tiếp và cái mặt phiên bản màu sơn khác chính là phiên bản màu đỏ candy nha các bạn thì ở phiên bản màu này á cũng là cái phiên bản màu sơn độ nữa này các bạn phiên bản màu đỏ này nó sẽ sáng lên khi mà có những cái ánh đèn chói vào các bạn thấy này ha nó sẽ đỏ lên cháy lên rất là nhiều ở phiên bản màu này á các bạn mình về mình sử dụng á thì rất là đẹp luôn các bạn các bạn thích những cái tông màu nổi để ăn tết 2024 này thì chọn cái phiên bản màu đỏ này thì hết nước chấm luôn nha các bạn cực kỳ đẹp luôn nha. Các bạn nào à, thể hiện à, tự tin khoe cá tính thì chọn cái phiên bản màu đỏ này nha các bạn. Quá trời đẹp luôn nha các bạn. Thì ở phiên bản những phiên bản màu độ này á thường á thì bên cửa hàng bên mình à, sẽ đặt tầm khoảng cỡ 15 đến 20 ngày mới có nha các bạn. Thì cho nên á thời ở thời điểm cận Tết này thì bên cửa hàng bên mình đã làm sẵn những cái phiên bản màu độ như thế này. Các bạn mình có thích thì thì chọn ngay từ cửa hàng để à, có sẵn hàng nha các bạn. Thì à, cập nhật sẽ cập nhật về địa chỉ cửa hàng tí xíu nha các bạn hết thông đào đất 10 với địa chỉ là ấp Trà Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng nha bạn. Và số điện thoại để liên hệ với nhân viên bán hàng, à, mình là nhuận với số điện thoại là 0964 234 878 ạ. À. Rồi, nói về giá cả các sản phẩm dòng xe Wayo 125 này thì giá hôm nay nó chỉ từ là 43 triệu 990 ngàn thôi nha các bạn. Các bạn mình sở hữu những cái phiên bản màu độ như thế này á, các bạn mình phải còn cần phải bỏ thêm một số tiền nho nhỏ nữa để sở hữu những phiên bản màu sơn độ này nha các bạn. Rồi, kế tiếp là về những cái phần giảm giá các bạn, thì nói về dòng xe Quai á, thì à, tại cửa hàng Honda Hồng Đức mười mình á, thì có rất là nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá, thì những xe cập nhật cho các bạn luôn nha các bạn. thì đầu tiên á là các bạn mình sẽ hỗ trợ trước bạn à, là một triệu đồng trừ thẳng danh giá nha các bạn. thì à, cái chương trình này á, thì các bạn mình sẽ được hỗ trợ à, trừ thẳng một triệu, à, các bạn mình ở đâu cũng được đến cửa hàng thì sẽ được hỗ trợ à, giảm một triệu đồng ha. Chương trình thứ hai á chính là cái chương trình hỗ trợ dành cho cô chú anh chị mình đang là công nhân. Thì nếu như mình đang là công nhân á Thì mình đem theo cái thẻ công nhân của mình đó Giống như thẻ nhân viên chẳng hạn Hoặc là bản lương chẳng hạn Thì uh, giống như cái, cái chứng từ để mình là làm cái phiếu giảm giá á. Thì uh, nếu mình có mình mình đang là công nhân á Thì cửa hàng sẽ hỗ trợ giảm giá thêm một triệu đồng nữa Đó chính là chương trình dành cho công nhân ha Chương trình cuối cùng của chương trình giảm giá này Chính là cái chương trình thu cụ đôi mới thì với chương trình thu cũ đây mới này á, thì bên cửa hàng sẽ thu cho các bạn các bạn cần phải có một dòng xe đời cũ mình không sử dụng có thể là xe 50 xe các hãng vẫn ok các bạn với chương trình này thì bên cửa hàng sẽ hỗ trợ cho các bạn hai cái chương trình chính thứ nhất á, chính là cái chương trình trả góp không phần trăm lãi suất mà chương trình không phần trăm lãi suất này thì duy nhất tại cửa hàng Honda Hồng 10 mới có nha bạn bên ngoài chắc chắn sẽ không có chương trình này ha chương trình thứ hai để các bạn mình lựa chọn thì nếu các bạn mình mua tiền mặt á, và mình đổi xe luôn các bạn thì các bạn mình sẽ được hỗ trợ giảm ngay một triệu đồng nữa nha các bạn thì như nãy giờ những đã chia sẻ về ba chương trình chính nè chương trình hỗ trợ trước bạn một triệu đồng chương trình hỗ trợ dành cho công nhân một triệu đồng và cuối cùng là chương trình hưu cụ đổi mới các bạn rồi kế kế tiếp á, là về những cái phần khuyến mãi theo xe á, thì khi mua xe á, thì mình sẽ được tha, tham gia vào cái, cái vòng quay may mắn thì các bạn mình sẽ được nhân viên hỗ trợ là cài app may honda cộng với cái điện thoại của mình các bạn mình sẽ được quay số 3 lần uh, quay số may mắn nha còn nếu cái cơ cấu á, thì uh, cái giải rất là lớn nè chúng honda vision nè alpha nè đồng hồ apple watch nè rồi nón bảo hiểm nè thì tùy theo các phần cái may mắn may mắn của các bạn nha mình sẽ được tham gia là quay tới 3 lần luôn nha các bạn thì tỷ lệ may mắn thì cũng rất là cao ha các bạn rồi thì khi mua xe thì hiện tại á thì mình sẽ tặng cái phiếu mua phụ kiện lên đến là 30 phần giảm được 30 phần trăm nha các bạn thì với 30 phần trăm đó mình có thể là mình phủ nano chẳng hạn để bảo vệ màu sơn nè À, gắn những cái phụ kiện bảo vệ xe, chẳng hạn như là công tắc đèn nè, hoặc là công nghệ chống hết bình, này. trường hợp mình quên khóa xe, á cái công nghệ chống hết bình này nó tự động nó ngắt dòng điện cho mình ha, nó hạn chế trường hợp là hư bình điện nha bạn. Rồi, cái phần cuối cùng chính là cái phần trả góp dành cho bạn mình có nhu cầu mình mua không có nhu cầu mua tiền mặt á, thì bên cửa hàng bên mình sẽ hỗ trợ lại cho các bạn với lãi suất là 0.79% thôi nha bạn. thì tùy theo nhu cầu của bạn thôi, có ngân hàng hỗ trợ là lãi suất 0.79 nè, và có ngân hàng hỗ trợ là lãi suất 0.41 và giao luôn cào và gốc, tùy theo nhu cầu của bạn ha thì các bạn mình có nhu cầu thì alo ngay cho nhận số điện thoại là 0964 88 thì theo nhu cầu của bạn thì khi các bạn gọi cho nhận thì mình nhớ là mình chia sẻ là địa chỉ của các bạn tí xíu nha các bạn ví dụ như là mình khi gọi thì mình nó ở ừ, mình ở khu vực nào đó thì nhận máy tính là cho các bạn là phí giấy tờ bao nhiêu, biển số bao nhiêu, tại vì mỗi vùng nó mỗi khác cho nên là khi báo giá thì chắc chắn là sẽ không báo giá bao gồm là giấy tờ đâu nha các bạn, rồi thì các bạn mình có nhu cầu thì alo cho nhận nha Số điện thoại là 0964 234 à. Còn các bạn mình có nhu cầu mình ở xa hơn á, Mà mình không có nhu cầu đến cửa hàng để xem xe á, Thì cửa hàng sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà cho các bạn Và những xin chia sẻ là giao xe tận nhà Là nhân viên bên mình sẽ gáp cái xe đó và chạy xe tới nhà Chứ không phải là đi bằng tải Tại vì mục đích là sẽ nhanh hơn cho các bạn nha Còn nếu mình đi tải thì khoảng 3-4 ngày đến từng mới đi rất là lâu ha Nhân viên bên mình sẽ đi trực tiếp cho các bạn luôn Và à khi kiểm tra khi mình nhận xe thì mình nhớ mình kiểm tra xe đâu đó ok hết thì mình mới nhận xe và giao tiền luôn ha các bạn mình chỉ cọc cho cửa hàng khoảng tầm khoảng cả 500 đến 1 triệu để nhân viên có à, giống như là cái niềm tin để mình giao xe đến nhà cho các bạn luôn ha rồi các bạn mình có nhu cầu gì alo cho nhận nha rồi xin chào và cảm ơn các bạn đã xem clip ạ à.